Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu đều bày tỏ lo ngại về viễn cảnh hàng loạt du khách đổ xô đến các bãi biển, làm tăng nguy cơ bùng phát đợt dịch COVID-19 mới, giống với trường hợp xảy ra tại khu nghỉ mát ven biển ở Anh ngày 25 tháng 6 vừa qua. Các thị trấn ven biển của Bỉ mặc dù không tìm cách ngăn cản khách du lịch đến đây, song muốn thông báo đến mọi người rằng đường phố và bãi biển sẽ trở nên đông đúc như thế nào, đồng thời khuyến khích người dân nên hành xử một cách khôn ngoan hơn để tránh lây nhiễm virus như đến những địa điểm vắng vẻ hơn. Thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, du khách có thể nhận biết nơi nào đang đông người. Hệ thống hoạt động dựa trên dữ liệu từ điện thoại di động và được hiển thị trên bản đồ với những sắc màu khác nhau. Màu xanh đậm có nghĩa là nơi đó đang vắng vẻ, màu xanh lá cây có nghĩa là bình thường. Nếu hiển thị màu vàng, nghĩa là nơi đó có khá đông người, còn màu cam thì nghĩa là rất đông đúc. Chúng tôi đã áp dụng hình thức này tại nhiều bãi biển khác nhau ở Bỉ. Nhiều biện pháp hữu hiệu khác cũng đang được chính quyền Bỉ áp dụng để ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan. Năm nay, mùa du lịch biển của nước này, vốn thường bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến giữa tháng 9, đã bị đẩy lùi một tháng do dịch bệnh.